Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Yến mắc hội chứng thắt lưng hông, hội chứng cổ vai tay. Hội chứng đau cổ vai cánh tay là bệnh lý dễ tủy cổ, hay còn được gọi là đau cổ vai gáy cánh tay. Có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ, các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống. Hội chứng đau cổ vai gáy cánh tay không liên quan đến các bệnh lý viêm, chỉ đơn thuần là các cơn đau dây thần kinh. Sau đây là các biểu hiện lâm sàng của hội chứng đau cổ vai gáy. 1. Đau cổ vai gáy và một bên cánh tay. Cơn đau có thể xuất hiện từ từ và âm ỉ và tăng dần khi xoay đầu hoặc gập cổ về phía đau. 2. Rối loạn cảm giác, rối loạn vận động tại vùng chi phối của rễ dây thần kinh cột sống cổ bị ảnh hưởng. 3. Hạn chế vận động cổ có thể kèm theo các dấu hiệu vẹo cổ. Hội chứng thắt lưng hông được hiểu là tình trạng thoát vị đĩa đệm tại vùng thắt lưng hoặc thoái hóa cột sống, khiến cho các rễ thần kinh tủy sống L1 đến L5 bị chèn ép. Nói cách khác, bệnh là sự kết hợp của hai hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh hông to. Người bệnh sẽ có những dấu hiệu sau đây: xuất hiện những cơn đau vùng thắt lưng lan xuống hông, cảm thấy mỏi mông, các cơn đau âm ỉ kéo dài trong nhiều ngày khi cử động đột ngột hoặc vận động có cảm giác đau nhói, gặp khó khăn khi thực hiện các tư thế cúi người, xoay người khi ngồi làm việc, cảm thấy bị mỏi rã rời, một số người còn bị gù lưng do biến chứng vẹo cột sống. Nguyên nhân gây hội chứng thắt lưng hông là gì? Có thể nói, nguyên nhân của hội chứng thắt lưng hông rất phức tạp và đa dạng, do bệnh là sự kết hợp của cả thoát vị đĩa đệm và rễ thần kinh hông to, nên nguyên nhân gây bệnh cũng khá tương đồng với hai bệnh lý trên. Thoát vị đĩa đệm tại vị trí L4 L5 khiến cho vị trí của đĩa đệm bị trượt ra ngoài khi người bệnh vận động, hai đĩa đệm này cọ vào nhau tạo nên cảm giác đau đớn. Do thói quen sinh hoạt hàng ngày, người bệnh thường xuyên ngồi hoặc đứng làm việc nhiều giờ mà không được nghỉ ngơi, thư giãn, đổi tư thế tạo nên áp lực lớn vào đĩa đệm hoặc cột sống, gây tổn thương chúng. Do thói quen tập luyện thể dục thể thao quá sức, bê vác vật nặng hoặc thực hiện động tác sai tư thế dẫn đến tổn thương vùng cơ lưng, dây chằng, xương khớp tại vị trí thắt lưng hông. Bên cạnh đó, cũng không ít người bị mắc hội chứng do thoái hóa đốt sống lưng hoặc do bẩm sinh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe,